truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn tại một vùng quê yên ả ở miền tây bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên từ khi những chiếc xe sang lũ lượt đổ về mua đất, một bộ phận nông dân cũng sao lãng việc đồng án, tụm năm tụm ba tính chuyện đổi đời. Một vài anh nông dân bỗng chốc trở thành cò đất, phản ánh thực trạng đang diễn ra và hệ quả của nó. Tác giả Lê Ngọc Diễm sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện truyền thanh Cò Mắc Bẫy. Bây giờ, chúng tôi mời bà con cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Tường Duy, Giai Tứ Hải, Hồ Trải, Giai Thụ, Duy Hằng giai bà Mười, Kim Cương giai Kim Quê, Quang Yến đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Mấy ngày nay, Tứ Hải, con bà Mười đứng ngồi không yên. Anh thay đổi cách ăn mặc thường ngày của một nông dân thay bằng những bộ đồ của người thành thị. Bữa nay, bà Mười lại băn khoăn khi Hải bước ra đường. Rồi mày đi nữa hả Hải? Trời đất ơi, Xung quanh người ta cài ải phơi đất hết rồi Mày cứ đi miết à Rồi tự đem cuốc ra mà cuốc một mình nghe Bên con kim quê á Người ta cũng cài xong rồi đó Công chuyện gấp Đất bữa nào cài không được Má để tôi lo Cài xong Người ta chuyển máy qua xứ khác Chứ ai ở đây đợi mày Mà nè Sao không trả lời tao cái vụ uh, sáng nào cũng đi Đi làm cái giống gì Mà chải chuốt như dữ tiệc vậy mày Tôi tính giấu đến khi tôi thành đại gia mới nói nhưng má cha vấn hoài à. Hồi à, thì khai luôn. Tôi bắt mối với mấy ông đại gia ở Sài Gòn về đây mua đất ruộng. Họ làm khu đô thị mới sát bên đất nhà mình nè. Trời đất ơi, bán đất, rồi đất đâu bằng ruộng. Rồi lấy gì mà sống mày? Má khéo lo à. Đất ruộng giỏi lắm, vài chục triệu một công. Thì biến thành đất ở thì một mét vuông bằng một công đất ruộng. Má tính đi, lời bể tay luôn đó. Tao cấm, tao cấm tiệt đó nghe chưa. Đất nhà này á là của ông bà để lại không có được đem bán ngàn tỷ cũng không bán á à. chả lẽ người ta xây nhà cao tầng xung quanh mà giữ miếng ruộng à, ngay ở giữa rồi làm ruộng được à họ có tiền thì họ mua mày tiền đâu mà bu vô đó chứ giá cao cỡ đó nhiều người muốn bán để đổi đời tôi là môi giới cứ kê lên vài phần trăm trao tay là có tiền đâu cần vốn má hèn chi hôm nay mua toàn quần áo mới ha bỏ mấy bộ đồ phèn hết rồi hen tao đâu có nghe ai nói làm khu đô thị ở xứ này mẹ coi chừng bị lừa đó nghe con con có gì đâu để họ lừa chỉ tốn nước bọt thuyết phục người bán dẫn dắt người mua vậy là có tiền rồi khi có được số vốn lớn á con sẽ tự mình gom đất rồi để đó nó sẽ đẻ tiền tỷ nhanh thiệt nhanh cho má coi thiệt là không hiểu nổi thời buổi bây giờ luôn á ngày xưa ông bà tưới đất bằng mồ hôi á mới có hột lúa từ lúa mà mua sắm mọi thứ bây giờ hả chỉ cần tụm năm tụm bảy đồn đãi chuyện trên trời mà có bạc tỷ ngộ quá hen cũng là một cách lao động thay vì à, cầm cài cầm cuốc nay chỉ cần động não cũng có lúa có gạo đâu cần phải dầm mưa dễ nắng mẹ re mà má tao nghe người ta kêu cái đám ngồi lê đó đó là cò đất chứ có lao động gì đâu nói dốc qua lại đứa nào điêu ngoa thì thắng vậy thôi bộ má nói dễ ăn lắm sao cả cái xóm này á cả chục thằng làm như tôi đó nên cũng cạnh tranh lắm đó thì bởi vậy, tới tháng này mà cánh đồng như da beo, đám thanh niên đi làm cò, mấy ông sồn sồn á, thì tính chuyện xây nhà lầu, mua xe. Mấy bà vợ á, thì nghĩ cách làm đẹp. Ôi thôi, đời đổi thiệt rồi. Vợ tôi đi à, bữa nay ngày tốt, chốt được miếng đất á, là bằng làm ruộng cả năm đó má. Ừ, thì cứ ung ung bán đất, ăn xài trốn đã đi. Rồi mai mốt của sách bị đi ăn mài nha. Tao chống mắt coi tụi bay làm giàu đây nè tứ hải đi nhanh tới chỗ hẹn thủ hào hứng nói về tương lai của các phi vụ làm ăn khiến hải phấn chấn trong lòng và tuyệt đối tin người giúp mình thành đạt hải à giờ á chú tin anh chưa chỉ hơn một tháng thôi tất cả đã trở nên tuyệt vời rồi mà cũng nhờ chú mày nên anh kiếm bộn xu anh đang lên miếng nào á là họ tới chốt hàng miếng đó hả à. chỉ mấy tờ giấy viết tay thôi mà hiệu quả vô cùng anh bung hết rồi à. em tưởng anh đầu tư để đó chứ có có vài miếng gần đường nhựa nên để lại còn hơi khuất thì đẩy liền lợi ích cũng được để cho tiền nó quay vòng nhanh hơn mà em hay thiệt đó nha chủ đất nào kho khó á có em xuất hiện là xong ngay bữa nào chia sẻ bí quyết cho anh nghe hải <laughs> có bí quyết gì đâu chẳng qua em là dân cứu cựu quanh đây à, bà con dòng họ không hà em nói là họ tin em tính là họ mê vậy đó anh định vậy nè nhu cầu của khách hàng còn nhiều lắm em có thể dùng uy tín của mình để thuyết phục người dân giáp ranh xã này cứ cho họ hay á là nhà nước làm khu đô thị tiền đền bù có mấy chục ngàn một mét thôi nếu bán cho người ta lúc này á thì hút bạc tỷ nhưng em nghe nói chỉ có khu vực bên này thôi mà anh Em hiền dữ vậy hả? Bên đây bán rồi, bên kia sẽ tin. Có ai biểu em trình với họ chứng tự gì đâu. Chỉ có dân cò tụi mình mới biết trắng đen thôi mà. Nói vậy á, anh biểu em tung thêm chưa mới nữa hả? Lỡ hỏng đúng như mình nói, thì mấy ông bà đó chửi em tán cốt luôn đó. Bộ em tính yên phận ở xứ này luôn hả? Em đã thành đại gia, thì phải sống ở thành phố lớn mà hưởng thụ chứ. Em chưa nghĩ tới chuyện làm dân thành phố đâu, em muốn có nhiều tiền á để lo cho gia đình em chu đáo má em cả đời vất vả rồi khi sống ở thành phố em sẽ có điều kiện lo cho má em đầy đủ hơn chứ có sao đâu lúc đó á tha hồ mà báo hiếu nhưng dễ gì má em chịu bỏ nơi này anh ơi mới nghe hơi cái vụ bà con bán đất là má đã hăm em á mẻ răng rồi nhưng trước mắt kiếm tiền thật nhiều rồi thuyết phục má em sao anh không ngờ á công việc làm ăn của mình á, lại thuận bừa xuôi gió như vậy đó được rồi để em qua bên đó dọ coi làm sao cò lạ chưa biết vụ này chắc không khó để tìm nguồn hàng mới đâu anh thụ mà nè chú em có thể tiếp anh việc này không mấy lô đất mới mua tuần rồi rất đắt địa anh định giữ lại nhưng mà hiện giờ á, đang cần một khoản tiền lớn để ôm khu đất sạch dùng gian thành phố nên anh tính vậy hay là em lấy lại mấy lô đất đó của anh đi anh bán y giá anh mua luôn uổng gì anh nhưng em đâu đủ tiền để hốt hết Anh bảo đảm với chú Chỉ một hai tuần là chú buôn được rồi Kiếm cả tỷ chứ chẳng chơi đâu Nhưng nhiều quá anh ơi Em sợ mình kham không có nổi Trời ơi lo gì không biết nữa Anh có đàn em làm trong ngân hàng Muốn bao nhiêu cũng có hết Nhưng mà giá có nhích hơn một chút so với cho giai đơn thuần Cộng với số tiền em có nữa Thì được chứ gì Dễ mà Chú mày yên tâm Vụ ngân hàng anh lo được hết Em tin anh vậy cũng được nhưng sao anh không dây từ đó mà lại suối em anh là khách hàng vip rồi còn em là lính mới anh muốn giới thiệu cho em làm ăn sau này luôn đó mà để anh hẹn thằng em mang tiền tới đây ha chỉ cần viết biên nhận thôi ba mặt một lời là xong vậy nghe gần một tháng nay hải như ngồi trên đống lửa khi không thấy bóng dáng người mua đất lượn lờ như trước tiền dai đã đến hẹn nên anh chạy dại khắp nơi để gia hạn cho chủ nợ. Rồi việc gì đến đã đến. Dì Mười ơi! Dì Mười! Có chuyện lớn rồi dì Mười ơi! Có chuyện gì mà mày hớt hớt Hải vậy eo quê? Anh Hải á, anh Hải bị người ta đánh quá rồi. Không có mấy anh dân phòng á, chắc chết luôn đó dì Mười ơi. Trời 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 trời, ai đánh nó? Rồi mắc mớ gì mà đánh thằng nhỏ vậy trời? Dì Mười bình tĩnh đi. Hiện á, công an xã đã bắt được mấy người đó rồi, lập biên bản nãy giờ. Con chạy về cho gì hay đó Rồi bay có biết nội vụ bên trong không Con nghe nói là ảnh thiếu nợ của người ta Lâu rồi mà không có chịu trả Cho nên họ mướn tụi đòi nợ thuê Đánh dằn mặt đó gì Mấy bữa nay á Dì nhằn nó cái chuyện làm đất Chuẩn bị vụ mùa Mà nó như người mất hồn mất vía vậy Nó làm cái giống gì mà để thiếu nợ Đến nỗi bị hành hung chứ Dì không biết đó thôi Anh Hải á Anh dài nóng để ôm lô đất gần nhà của con đi nè. Họ nói ở đây là khu đô thị mới nên gom đất để bán lại kiếm lời. Đâu chỉ một mình anh Hải bị lừa đâu, nhiều người bị lắm đó dì Mùi ơi. Thôi 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 thôi, để dì lên trên xã coi ra làm sao, dì nóng ruột quá quê ơi, thiệt là con với cái mà khổ quá. Ơ, anh Hải về kìa dì Mùi ơi. Anh Hải, anh có làm sao không? Trời đất ơi, áo sống gì chết mưa mất trơn vậy anh rồi tay chân chạy xế tùm lum luôn nè rồi rồi có xử làm sao mà ra nông nỗi này vậy hả anh ngồi xuống đây đi nói cho dì mười với lại em nghe coi có phải đám đồ nợ thuê đánh anh không phải đó họ là dân đồ nợ thuê anh dây tiền mua lại lô đất của anh thủ sang tay ảnh nói vài ngày sẽ có người tới mua lại đợi hoài có thấy ai đâu anh đi dây của bà con mình để đóng lãi nhưng đóng hết nổi rồi rồi cũng tới hạn trả nợ gốc nữa Nên họ kêu người tới làm giữ đó Anh bị lừa rồi anh Hải ơi Tụi nó là một phe với nhau á bày ra cái chuyện làm khu đô thị Ngày nào cũng đem quân tới Kẻ mua người bán đẩy giá lên trời Mấy anh là cò cơm Nên tưởng dễ ăn Hẻ nhào vô là dính chấu luôn á Trời ơi là trời vậy là mày giết luôn tao đi hải ơi mày thiếu tụi nó bao nhiêu rồi thiếu bà con trong xóm bao nhiêu nữa dạ nhiều lắm ơi giờ con không biết làm sao nữa bán hết đất nhà mình á cũng chưa chắc đủ trả nữa con con đâu có ngờ họ gài bẫy mình đâu giờ này mày được đổi đời rồi đó từ một người có tài sản đất đai trở thành con nợ còn bị thiên hạ đánh cho ra nông nổi này mày nói làm cò không cần lao động cũng có tiền tỷ còn mắc bẫy rồi đó con Công an lập biên bản rồi Thế nào cũng tìm được cái đám lừa đảo đó Thiệt là ác quá mà Nó vàng trận rất là hoành tráng Nè xe sang nè Rồi ăn mặc bảnh bao Tiền đựng cả bao luôn Nó chung chi tại chỗ Làm bà con mình ngớp mắt luôn đó vì mùi Cái loại ham tiền thiếu suy nghĩ Thích ngồi mát ăn bát vàng Mới ngớp mắt Tao cần cù lao động Kiếm hụt lúa Củ khoai bằng mồ hôi của mình quyết giữ đất của ông cha thì ai lừa được chứ thì con cũng muốn có nhiều tiền để cho má đỡ vất vả và lo cho tụi nhỏ học hành tới nơi tới chốn nên con mới nghe họ hồi nào tới giờ á đâu có thấy làm giàu dễ như vậy đâu má nếu dễ thì không còn người nghèo không còn người trồng khoai trồng đậu tất cả đi làm cò đất hết rồi tao giữ báo sách bị đi ăn mày đâu có sai phải không mày Dạ, chuyện đã lỡ rồi, để con tìm cách sở gỡ. Chứ má là con, á, con chỉ rối thêm thôi. Con cũng thấy vậy đó dì Mười. Anh Hải, ảnh là người chất phát, làm sao hiểu nổi thủ đoạn của bọn lừa đảo đó đâu. Nó dàn cảnh cấu kết sắp đặt mọi thứ hết rồi. Khi xong á là chuồng mất dạng liền. Từ sau bữa giao tiền cho anh Thụ là mất liên lạc luôn. Vậy mà ảnh hứa hẹn dìu dắt anh sau này để anh đưa má anh lên sống ở thành phố lớn nữa đó. Tao dạy mày mày không có nghe để thằng lừa đảo dạy mày một bài học cho mày tá quả rồi chuối nhủi chứ không chỉ sáng mắt đâu á à. tao với ba mày gầy dựng cả đời từ miếng đất nhỏ của ông bà để lại vậy mà mày quý hoại hết đất đai chỉ trong vòng một tháng là sạch má ơi con xin má má đừng đai nghiến nữa giờ con đã đau lắm rồi má ơi anh hải ơi anh cũng hết sức bình tĩnh để tìm giải pháp khắc phục còn người còn của giữ được cái mạng là quý rồi Thôi em về á để lo xuống giống cho kịp vụ mùa nữa Con về nha dì Mười Anh hãy cố lên Cố lên nha anh Trời ơi Ban ngày mà tôi cứ tưởng mình vừa trải qua cơn ác mộng Rồi phải làm sao với tình cảnh nợ nần như vậy đây nè Quý vị và các bạn thân mến Câu chuyện truyền thanh Cò mắt bảy của tác giả Lê Ngọc Diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng giờ giờ này. Thân ái chào tạm biệt.